Xin chào các bạn, chào các em mình ở trong nước cũng như ngoài nước, các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh và ngay cả những người thân mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh giờ này cũng đang lo hồi hộp cho cái dịch Corona Vũ Hán này. Nó biến thể rất là lan nhanh, và ngay cả Phan Thiết này thì nói chung là cũng tình hình cũng hơi căng thẳng. Bản thân mình thì cũng muốn nói lên những cái điều mà rất cảm ơn những chiến sĩ thầm lặng, đó là những y bác sĩ ra trường, mới ra trường nhưng mà cũng mới toan, cũng tự nguyện vào những cái khu giải chiến tập trung để mà lo chăm sóc bệnh nhân và cứu chữa tất cả những người mà đã bị dịch bệnh hoành hành. Và cũng xin gửi lời đến các bạn gần xa lời chúc sức khỏe, bình an và cẩn trọng trong những ngày chống dịch này. Và mình cũng sẽ gửi đến cho các bạn một cái tác phẩm mình cũng mới viết, là gửi đến cho các chiến sĩ thầm lặng, chiến sĩ áo trắng, với những cái lời tri ân mà bản thân mình cũng gói ghém lại những cái ca từ rất ngắn gọn, giống như thôi thúc lòng hy sinh cao cả nhất của các vị bác sĩ đã cứu chữa cho những người thân của mình và chung cho cộng đồng trên toàn thế giới. Xin mời các anh em, chị em trong fan và cả ngay YouTube và trong nước, ngoài nước, xin lắng tai nghe, hay dở cũng phải nghe. Xin chào các bạn. Đi đến bất cứ nơi nào, thuyền tròn đời rủi nguy thiên biên, lòng nhẹ nhàng nâng cánh bay thiên thần, luôn hy sinh là chiến sĩ áo trắng. Đi ta đi đến bất cứ nơi nào, thuyền tròn đời rủi nguy thiên biên, lòng nhẹ nhàng nâng cánh bay thiên thần, luôn vinh danh người chiến sĩ áo trắng. Đòi vi rút gây bao tan thương, giết chết chiều chiều con người, trên trái đất thóm xanh hòa bình. Đòi vi rút gây bao tan thương, giết chết chiều chiều con người, trên trái đất thóm xanh hòa bình. Vang tiếng hát về người chiến sĩ, những chiến binh áo trắng thầm lặng, có trái tim ấm nhân ái tuyệt vời, có trái tim người sáng cứu hộ. Quan tiếng hát những chiến binh áo trắng, ngăn virus không để chúng lan nhanh, mang niềm vui đến cho mọi nhà. Chiến sĩ áo trắng quyết thắng Corona, chiến sĩ áo trắng quyết thắng Corona, chiến sĩ áo trắng quyết thắng Corona. Ta đi đến bất cứ nơi nào, nguyện trọn đời duyên nguy thiên biên, lòng nhẹ nhàng nâng cái bay thiên thần, luôn hy sinh là chiến sĩ áo trắng. Đi ta đi đến bất cứ nơi nào, nguyện trọn đời duyên nguy thiên biên, lòng nhẹ nhàng nâng cái bay thiên thần, luôn vinh danh người chiến sĩ áo trắng. Loài vi rút gây bao tan thương, giết chết chiều chiều con người, trên trái đất thóm xanh hòa bình.
lòi vì ruột gây bao tan thương, giết chết chiều chiều con người trên trái đó thảm xanh hòa bình. Vang tiếng hát về người chiến sĩ, những chiến binh áo trắng thầm lặng có trái tim học những ái tuyệt vời, có trái tim người sáng cứu hồ. Vang tiếng hát những chiến binh áo trắng ngăn virus không để chúng lan nhanh, mang niềm vui đến cho mọi nhà. Chiến sĩ áo trắng quyết thắng corona, chiến sĩ áo trắng quyết thắng corona. Ta đi đến bất cứ nơi nào, nguyện trọn đời duyên nguy thiên biên, lòng nhẹ nhàng nâng cánh bay thiên thần, lương hy sinh là chiến sĩ áo trắng. Đi ta đi đến bất cứ nơi nào, nguyện trọn đời duyên nguy thiên biên, lòng nhẹ nhàng nâng cánh bay thiên thần, luôn vinh danh người chiến sĩ áo trắng. Loài virus gây bao tan thương, giết chết chiều chiều con người trên trái đất thắm xanh hòa bình. Loài virus gây bao tan thương, giết chết chiều chiều con người trên trái đất thắm xanh hòa bình. Vang tiếng hát về người chiến sĩ, những chiến binh áo trắng thầm lặng có trái tim đang ái tuyệt vời, có trái tim người sáng cứu hồ. Vang tiếng hát những chiến binh áo trắng ngăn virus không để chúng lan nhanh, mang niềm vui đến cho mọi nhà. Chiến sĩ áo trắng quyết thắng corona, chiến sĩ áo trắng quyết thắng corona, chiến sĩ áo trắng quyết thắng corona. Quang Đỗ xin chào các bạn.